chào cả nhà. Thì buổi sáng cơm của mình có những cái món ngon vậy nè. Một là hến xào sớt nha, đây ba khía ngâm cũng được mấy ngày, mình ngâm với cà pháo. Đây là dĩa dưa hấu mình tráng miệng nha các bạn. Đây cơm trắng, món ăn ngon. Sáng là đi dạy giờ sớm nên mình làm đồ ăn như vậy thôi. Hến mà kho sơ ớt ăn hợp cơm lắm cả nhà. Đây cà pháo nè, ngâm ba khía nè. Các bạn có ăn món này chưa? Và khiến ngâm mấy ngày ăn nó ngon lắm nha. Và khi mình cắn cái nút thịt ở trong á, đây ớt nhà chồng nước cay không. Và khi mà ăn với cơm nguội thì báo phát nha. Cà pháo tươi. Mình là khoái thích ăn cà pháo lắm. Bữa nay mình quay video cơm quê nha. Xuống. Ớt xin ăn ngon. Ăn cơm mà hến kho sơ ớt với dưa hấu là đúng bài. Nước không bao khía luôn. Căng nút nước một cái xuống. Ủa đã. Ở nhà nha. Ăn cơm ba khía với hến xào sơ ớt hào cơm luôn nha nha.
Sướng. Thôi mình múc một cái muỗng ăn mới đã. Cà chua. Có lá nữa. Ai mà chưa ăn cà pháo ngâm ba khía các bạn thử các bạn. Để nguyên trái ngâm nó không thấm, mình cắt làm hai mình bỏ vô mới thấm. Có việc gọi. Bạn mày mua ba khía nha. Nước động này cắn một cái nó chảy ra xuống. Bữa cơm quá ngon các bạn. Hết tô cơm luôn. No à. Dưa hấu mà ướp lạnh nữa, ít nách. Thì cái buổi cơm ở quê của mình là vậy nha các bạn. Các bạn thấy ngon, các bạn thấy hấp dẫn, các bạn cho mình một đăng ký, một like, một chia sẻ. Bye bye các bạn.